Chào các bạn, bây giờ là cái câu của mình mình trúng này nè, trúng con gà nước, trúng nữa đó. Bây giờ mình muốn để chuẩn bị lấy ra đây nè, không biết lấy ra chỗ nào. Nó ăn thuốc ở sau ở bên này luôn, câu nó trúng bên này nè. Các bạn thấy cái dây này nè, đây mình ếch như này đó, ếch vẫn còn nè, mà không biết là nó trúng dưới ở trong kia lấy ra không được, chắc phải mổ giết chết rồi mổ rồi mới được lấy ra đây này. Đây. Đó. Đây này các bạn thấy đó là trúng câu. Còn mình chế biến không phải, cái này là trúng câu. Và bây giờ nha, mình cách mình nấu thịt gì, gà nước nha. Đầu tiên mình bỏ ớt vào, dầu rồi bỏ ớt vào. Thì sau đó bỏ vào tỏi với lại xả. Làm mình thêm và khơi giả đi. Úc, rồi đây bắt đầu mình bỏ vào thịt nhé. Đây. Chế biến như vậy nó thịt của nó đã ngon rồi, nhưng mà mình cách thức của mình chế biến, đây là mình chế biến con gà nước đó nha. Rất thơm. Bây giờ nha, rồi là chín rồi, bây giờ tôi sẽ đây các bạn coi đây đó, này phải như vậy này nó mới thơm đó, rất là thơm lắm. Rồi bây giờ tôi xin kết thúc video tại đây nhé, rồi hẹn gặp lại các bạn sau video sau.